Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Còn 4 ngày nữa là Hoàng sẽ bước vào kỳ thi trung học phổ thông, nên là mình muốn quay lại những cái khoảnh khắc này để lưu giữ kỷ niệm thôi. Em có học không? Anh đang làm gì? Anh đang làm gì? Mình nhìn một con chó. Phải đang nói chuyện đấy mọi người, mọi người hiểu không? Hôm nay thì Hoàng học được gì rồi? Chào được gì? Bài của ai nhỉ? Chiều nay Hoàng làm được 2 điểm tiếng Anh, còn đúng hay không thì không biết. Chắc là tầm 4 điểm, 3 điểm thôi, tầm đấy sương sương thôi. Lo lắng quá, còn mấy ngày nữa? Còn 3 ngày rưỡi nữa, 3 ngày. 3 ngày chẳng không gần đấy, 3, 4, 5. 3, 4, 5 3, 4, 3 ngày thôi. Thứ 5 thi à? Yes. Đó quá mọi người, không biết là tương lai của mình như là sao thôi. Sau khi đưa Hoàng về xong thì mình ghé qua siêu thị để mua rất là nhiều đồ ăn, cả nước uống cho Hoàng. Trước đấy thì mình có vào một cái siêu thị ở gần nhà mình, tại vì trong đấy rất là nhiều đồ mà đồ rẻ nữa. Nhưng mà lại sắp đến giờ đóng cửa nên là mình phải chọn vội. Mong là tất cả các món ăn mà mình chọn Hoàng đều thích. Sau đấy thì mình lại vòng qua nhà Hoàng và mình sẽ diễn một vở kịch là mình bị ngã xe để Hoàng ra gặp mình. Và bây giờ thì mình đang đứng đợi Hoàng ra. Mình lừa Hoàng là mình bị ngã xe nên là mình đang ở công an Mai Động để lừa Hoàng ra. Chào mọi người xem. Ta-da. Nó chỉ thèm Frostor thôi, không yêu thương thì mình hết. Nhớ. Ê, mua dưa lưới thôi em. Đang xem. Ơ, đấy. Ê, mà anh ra thì anh có lo lắng cho em không? Nhờ anh biết em được kỳ tăng rồi. Không, lo vậy sao? Thích không nhờ? Không thích thì trả lại. Em vừa phi đi mua. Anh yêu em không? Em mua để anh chăm học đây nha. Anh chỉ ăn đây không học đâu. Hello mọi người, mình mua đồ ăn, ok. Và bây giờ mình sẽ review nhé.
sơn này. Cái này không phải nói là cái này là phải gọi là 11 trên 10 điểm của mình nghiện nhất món này sơn cây. Rất là lạ. Ngũ cốc. Mình bảo Nga nhìn xem ngũ cốc rất lâu rồi, hôm nay Nga có thân mình. Mới xin mười. Tiếp theo chén đấy. Bánh gạo bánh này thì tôi còn phải bà mua bánh này mình có thể ăn nổi hết được bánh này. Bánh này rất ngon, siêu ngon. Bánh thủy tiếng. Tiếp theo, next. Là mua mình hay có những cái nông mi. Mình rất thích những nông mi, nhưng mà mình thích có người đại hơn. Cho nên là cái này mình sẽ cho 9 điểm thôi. Next. Oh. Không phải bán luôn, có người 100 điểm. Nghiện cái này và có vào Foster, sơn cây. Đi đây, một túi thật. Mình cũng khá thích ăn thật. Nhưng mà cũng là 8 điểm. Ôi ôi. Ngon đấy. 9.5. Tôi có em một chơi cookie và mình lâu toàn những thứ mình thích. 1 tỷ điểm luôn. Yêu em. Mình vừa là đi là vui với anh này không? Tóc rồi đầu bếp này kia xong vừa về nhà nó bắt mình ra. Nó diễn kịch diễn kịch xong rồi bắt mình bê đống này về nhà rất là mến nhá, không làm thế nữa. Làm thế hơi bị thích đấy. Còn 3 ngày nữa và hôm nay lại tự đi học như thế, trông mình có vẻ dựa dẫm như thế nhưng mà tại lúc này là mình đang mỏi lưng nên mình mới dựa thôi, còn đâu bình thường mình ngồi thẳng như thế này này. Hoàng thì học việc của Hoàng và mình thì làm việc của mình. Cái lúc mà Hoàng đang thi này, cái tầm cuối tháng 6 này này, là mình đang rất là rảnh. Mình vừa thi xong tất cả các môn còn lại, nhưng mà có một môn cuối cùng của cái học kỳ 2 năm nhất này thì tháng 7 mình bắt đầu học. Mọi người có muốn xem cảnh học nhàm chán này nữa không? Thôi thì mình next sang cảnh tiếp theo nhé. Cái thời gian thi cử thế này thì mình rất là chiều hoàng luôn, và muốn gì cũng được luôn. Mình rất là cố gắng để không phải chửi bới giận dữ rồi. Nên là anh ấy thèm ăn cái gì là phải mua cho anh ấy ăn. Hôm nay anh ấy muốn ăn tiramisu. Mình mua bánh của bạn mình vừa rẻ và mình còn được free ship. Thực sự là mấy ngày hôm nay Hoàng thức đêm các thứ để ôn bài thì mình cũng thức luôn, bởi vì mình rất là lo mọi người, mình không ngủ được. Cảm giác như mình đi thi ấy. Hoàng đang làm đề toán. Thực ra mình không giúp Hoàng học được nhiều bởi vì mình học cũng không tốt, đặc biệt là mấy môn này. Nhưng mà có môn tiếng Anh thì mình nghĩ là mình có thể nói cho Hoàng một số kiến thức cơ bản.
tính từ gì lấy từ. Không phải lần đầu tiên mình giảng bài cho Hoàng, nhưng mà lần nào mình giảng bài cho Hoàng cũng kiểu rất là bực mình, khó chịu ấy. Hoàng siêu mất tập trung luôn. Nhưng mà may lần này cũng kiểu tập trung hơn được một chút ấy. Có những lần mình giảng bài tiếng Anh cho Hoàng mà mình mất kiên nhẫn, thế là mình cáu, mình chửi, xong mình to tiếng ấy. Thế xong rồi tụi mình cãi nhau khóc lóc các kiểu. Nên là trong tất cả các môn thì mình lo cho Hoàng nhất là môn tiếng Anh, mà Hoàng cũng lo nhất môn tiếng Anh kiểu không tự tin nhất ấy. Khỏi đi bây giờ. Khỏi đi. Chẳng đi. Anh thế. Không đéo. Chưa gì nữa. Ê, ổn không phải. Nhà anh ngoan. Em lấy đi. Gì? Quay đi, quay. Hôm nay mình đưa Hoàng đi nghe quy chế thi. Và mình mang một trọng trách quan trọng là sẽ đưa Hoàng đi thi. Mình phải xin mãi Hoàng mới cho mình đưa đi thi. Em được phỏng vấn anh một chút được không? Không. Tôi không nhất định được phỏng vấn. Được phỏng vấn tôi. Hồi nay anh đi nghe cái gì đấy à? Nghe gì? Nghe thấy cô nói. Anh có ghi nhớ gì vào đầu không? Tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ là trong đấy tôi phải ngủ rất khá nhiều. Nhớ mỗi là hôm nay 6:25 có mặt thôi. Ok. Đấy đi. Tại sao có buổi đi ăn gà này? Thì là bởi vì anh ấy thèm ăn gà. Và ai trả tiền thì rõ ràng là mình rồi. Một con lợn nào đây. Mấy giờ? Mình đi ăn sáng. Ngày ấy cũng đã đến. Sáng hôm nay mình phải dậy từ lúc 5 giờ, bởi vì Hoàng bảo là 6:25 phải có mặt, nên là tầm 6 giờ là mình sang nhà Hoàng. Nhưng mà đêm qua thì Hoàng không ngủ được, còn mình thì chỉ ngủ được một tí tẹo teo thôi. Sáng nay Hoàng thi văn. Sau khi mà đưa Hoàng đến điểm thi thì mình có đi ăn sáng. Mình ăn bánh đa cá. Đây là một cái quán mà trên đường đi học của mình. Mà bình thường mình đi học buổi sáng sớm bụng rất là đói luôn. Mà mình ngửi thấy cái mùi cá của hàng này rất là thơm, nên là mình rất là muốn vào ăn. Nhưng mà mình toán đi học muộn thôi nên là không kịp ăn ấy. Hôm nay mình mới nhớ ra và mình bắt buộc phải ăn cho bằng được. Ăn xong thì mình đi 2 lần uống cà phê. Cảm giác một buổi sáng rất là hoàn hảo, tuyệt vời ấy. Bình thường ngoại trừ những hôm phải đi học buổi sáng ra thì mình chẳng bao giờ dậy sớm đến đây để làm những hoạt động như thế cả. Nhưng mà thực ra nó cũng kém tuyệt vời đi, bởi vì trong lòng mình cũng thấy rất là lo. Mình bồn chồn lo lắng, nôn nao, không đau bụng. Mình chỉ check điện thoại canh từng giờ xem là lúc nào phát đề, xem là lúc nào bắt đầu làm bài, xong bao giờ xong các. Tại
vì đợt này Hoàng thi luôn nên là mặt mình nổi mụn breakout, tại vì không ngủ được, đêm nào cũng ngủ muộn mà mất ngủ luôn cô. Mình lo ơi là lo ấy, mình mang sách vở đi để học, để mình làm bài của mình. Nhưng mà mình sợ quá, hay mình xem phim để cho đỡ sợ. 9:35 là hết giờ làm bài. Nhưng mà mình sẽ ra đứng chờ trước tầm 30 phút, bởi vì mình sợ là không có chỗ đứng. Thế cả mình bị lo ấy. Alo hả? Bà hỏi thăm. Bà à, check. Cháu đi học toán mà. Học toán. Vâng, để chiều thi. Ôi giời. Ừ bà. Mình đang anh chính sau. Mắc cỡ chưa? Áo đẹp không? Thôi nên không ý là chu mỏ hôn cả vợ. Đây là tờ đề thi văn của Việt Hoàng. Game, máy lạnh, game y. Cho ra đây ngồi học toán vừa game. Viết thì quá dễ để học. Không, không cần học. Cho tôi đi thi đi. Tôn trọng cá tính. Như anh biết mà kiểu cá thể tính cách các thứ, nhưng mà nó phải là tôn trọng nhiều đúng không? Respect. Tôn trọng. Respect mà. Đề thôi. Đúng rồi. Đất nước. 18 câu. Năm ngoái đề của em chỉ có 9 câu thôi. Đề thi thử sở Hà Nội là 9 câu đầu. Nhớ nhiều nhỉ? Này là 2 đoạn rồi. Dài vãi. Dài thì anh phải viết xong từng. Đang ngồi. Ra cái đầu một. Game chưa? Năm ngoái mình cũng muốn đất nước, nhưng mà năm ngoái để Hà Nội ra đất nước rồi nên là cũng bỏ luôn đất nước. Thank you.
toán. Quá là lo lắng về kiến thức toán nhỏ bé như thế này của Việt Hoàng. Đây khuôn mặt anh ấy một phát. Ê á, em điều khiển cái cổ của anh á, anh quay bên này đi. Quay bên này. Ngu. Tới à, này nhìn. Xong bắt đầu quay dần sang bên này. Em anh kiểu gật cổ ở đằng sau em đúng một pha này, 1 2 3. Trời ơi, anh hơi chậm ấy. Lại 1 2 3. Ok. Bây giờ em giả vờ vèo má anh nhá. Anh lấy tay anh vèo má đi. Nhanh anh. Nhanh anh. Này, doping cho Việt Hoàng. Con điên. Tỉnh nhớ. Chảy ra tại sao uống bột thuốc. Trong người có chất gì à? Mình đưa Hoàng vào phòng thi rồi, bây giờ mình sẽ lại ngồi chờ Hoàng thôi. Trong lúc đó mình sẽ làm bài tập nhé. Mình đang học tiếng Anh. Chương trình học sau này của mình sẽ học nhiều bằng tiếng Anh, nên là mình đang rất là cần phải cải thiện tiếng Anh. Anh ấy đã ra rồi. Sao có vẻ vênh váo? Là đúng không vậy mà sao mặt vênh váo? Luôn. Sao? Uống đi tình yêu. Có thích không vậy? Thế gì? Anh ổn không? Anh nghe thơm em được không? Ai bỏ gọi à? Bố gọi à? Bố em cố chứ. À em xin lỗi em thích. Thế đi. Mình quá. Ngủ một tí thôi rồi phải dậy học tiếp nghe chưa? Không em nói chuyện bố bây giờ. Đây được con lợn. Đây là một con lợn. Xin chào mọi người. Sáng ngày hôm nay Hoàng đi thi 3 môn tổ hợp, Hoàng thi khối D. Sáng nay Hoàng sẽ thi sử địa công dân. Nhưng mà mình quên mất nên mình không đưa Hoàng đi thi được. Hôm qua là định mình vẫn sẽ đưa Hoàng đi thi và mình có đặt chuông 5 giờ cho đến 5 rưỡi để mình dậy. Và mình bảo Hoàng là nếu 5 giờ 15 em chưa online thì gọi em dậy, thì Hoàng gọi rất là nhiều. Chính là cái vấn đề là điện thoại mình bật chuông, mình đặt báo thức, mình đủ hết tất cả mọi thứ rồi. Xong sáng nay mở mắt ra là 7 rưỡi, kiểu 7 rưỡi mẹ mình lao vào mình chứ sao lại không đưa Hoàng đi thi, tại sao xe vẫn còn ở nhà thử. Thế là mình lúc mà mình bật dậy thì là 7 rưỡi rồi. Mình có chịu lắm, mình không hiểu sao mình lại làm thế. Mà cái vấn đề cái điện thoại của mình đó, hôm qua mình trước khi mình đi ngủ thì mình không nhớ là nó bao nhiêu phần trăm pin. Xong rồi mình đang xem phim thì mà lúc đấy là mình đặt chuông rồi, mình mở chuông lại rồi, xong mình lại tiếp tục quay xem phim. Xong rồi mình ngủ lúc nào không biết. Với cả mình cũng định là để điện thoại ở ngay bên tai mình ấy, để cho mình nghe cho thật là rõ và mình có thể dậy. Chả nhớ nó bao nhiêu phần trăm pin nhỉ, mà nó lại sập nguồn nhỉ. Đã bụng mình cái điện thoại mà thì nó sập nguồn, nên là mình không nghe chung báo thức, mình Hoàng gọi mình cũng không được, nói chung mình không thể dậy được. Thế là 7 rưỡi mới dậy và thế là mình không đưa Hoàng đi thi được. Tất nhiên là Hoàng vẫn đi thi, Hoàng đi với bạn rồi. Hoàng không gọi mình được thì Hoàng vẫn biết đường để tự đi thi mà. Nhưng mà Hoàng đi với bạn nên là bây giờ mình sẽ đi đón Hoàng. Rồi 9 giờ, 10 giờ 25 sẽ tan, 9 giờ 45, 50 giờ mình đi. Mình đi sớm để mình dành chỗ đẹp. Mình cảm thấy rất là có lỗi với Hoàng. Mình muốn đưa Hoàng đi lắm nhưng mà
Tại sao có một cái sự cố như này mà khó chịu nhở? Tôi đi cùng Kiến. Thế mà vấn là sáng anh thi sự kiện công dân thế nào ạ? Quay chụp tôi. Anh thi sự kiện công dân thế nào? Để xử ok không? Dễ mà. Dễ á? Anh có chắc là anh qua điểm liệt không? Thế là làm được á? Thế còn điện lý thì sao? Ngoài anh câu ăn lát đi. Mấy câu ăn lát chắc chắn tìm đúng không? Cháu xin ạ. Bò húc để gọi là doping bản thân một chút. Sở biết là có cái chết đấy. Nhanh lên uống nào. Mình nghĩ uống coca để doping. Doping gì vậy? Chả hiểu là gì. Uống xong về phát hiện bệnh là vừa. Cẩn thận đi à. Chỗ đen. Thế á? Em khi ngủ mà có hút. Em chả mấy gì uống này. Nó hơi uống nhẹ đấy. Em thấy bị chua chua này. Ê. Vòng thi mà em bị chua mồm, em kiểu bị đấu má mày. Ngon thơm nha. Thế anh không uống Sting? Thế nó giống nhau mà. Đây, uống phải bóp cái này. Đây. Á, chờ. Nhét coca vào ba lô em ấy. Sắp xong rồi hả? Sắp hoàn thành rồi. Thế là...
là đúng không ấy? Đúng tự tin không? Ý là bài đọc anh có hiểu không? Có. Nhưng mà làm được chưa chắc là được. Hả? Đưa em xem. Anh đã thi xong chưa? Tôi chưa. Vẫn chưa thi xong. Tôi cần nhận những đặc quyền của lúc ấy thì trên anh. Hôm nay chúng mình đi chơi một chút để cho Hằng sau thi xong Hằng có thể chơi một tí. Mà chơi chứ gì ạ? Tôi cảm thấy tôi không giải, không giảm căng thẳng mà tôi tăng thêm. Bây giờ mình đi xuống có bút hỏi mình ăn cái đặt ăn đi. Tưởng anh gấp cho em. Em tưởng anh gấp cho em. Tụi mình ăn lẩu, tụi mình ăn mừng sau khi Hoàng thi đại học xong. Tụi mình ăn đây. Đến đây thì vlog đã dài rồi, gần hết rồi mọi người ạ. Đoạn sau sẽ chỉ nhìn nhớ linh tinh thôi nhá. Cảm ơn mọi người đã xem vlog lần này của mình. À, mách với mọi người cái này là đợt hoàn thi thì tụi mình chả được đi chơi nhiều, mình cũng chả được đòi hỏi gì cả. Nhưng mà hoàn thi xong thì mọi người nghĩ là tụi mình được đi chơi á? Không, no. Hoàng lại tiếp tục đi tập. Nói chung là Hoàng còn bận hơn cả như thế nữa, nên là mình cũng chả được đi chơi đâu cả. Just say